Thưa quý vị, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, mới đây, ngân hàng đã buộc phải tăng mạnh lãi suất điều hành, lãi suất huy động và lãi suất cho vay cũng tăng tương ứng. Vậy doanh nghiệp phải ứng phó như thế nào trước bối cảnh lãi suất tăng cao? Hiện, lãi suất huy động đã tăng lên mức cao nhất là 9,75% một năm, ngay cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank cũng tăng lãi suất huy động lên 7,4% một năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Theo đó, lãi suất cho vay đã tăng lên mức 12-13% một năm. Ngân hàng trung ương buộc phải tăng lãi suất, tức là tăng giá đồng tiền Việt Nam cho nó tương thích với cái tăng giá của đồng đô la Mỹ. Và đây cũng là xu thế chung của các ngân hàng trên thế giới. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng, vốn vay ngân hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Việc tăng lãi suất khiến cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và lo lắng vì đây là thời điểm cần thêm nguồn vốn để tập trung sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Song trên thực tế, doanh nghiệp cũng đã tiên lượng trước tình hình nên hoàn toàn không bất ngờ với xu thế tăng lãi suất. Thì chúng tôi cũng được biết rằng theo một số chuyên gia kinh tế thì có thể nói là rất dễ là trong giai đoạn hiện nay sẽ tiến tới như giai đoạn khủng hoảng kinh tế với cái lãi suất lên rất cao, nhất là cái ngân hàng Fed ở Mỹ đã tăng lãi suất. Thì đây quả là một cái vấn đề đáng lo ngại. Thì chúng tôi cũng rất muốn các cái doanh nghiệp nhỏ để hiểu được cái tình trạng các nguồn vốn dựa vào ngân hàng như thế nào và cái tiềm lực kinh doanh thì như thế nào là bền vững và phải sắp xếp để có thể quản trị được cái nguồn tài chính của doanh nghiệp thì mới có thể phát triển tốt được. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ tăng giá, thì việc tăng lãi suất cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các công cụ chính sách tiền tệ sẽ góp phần đạt được hai mục tiêu quan trọng. Một là bảo đảm giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát, hay là đảm bảo mức lãi suất thực dương cho người gửi tiền, qua đó còn giữ chân dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và theo dự đoán của giới chuyên gia tài chính, khả năng thời gian tới lãi suất tiền gửi sẽ còn tăng, kéo theo lãi suất cho vay tăng. Do vậy, từng doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt các kịch bản ứng phó để kiểm soát dòng tiền.